khi còn sống, chớ nên sang tên hết tài sản cho con. Bài học nhớ đời của bà cụ U70. Xin kính chào quý vị khán thính giả đang xem kênh Triết Lý Vàng. Thưa quý vị, người Việt thường quan niệm rằng trẻ cậy cha, già cậy con. Con mình không tin thì tin ai được bây giờ? Khi con còn nhỏ, cha mẹ luôn quan tâm lo lắng cho con, mong con khôn lớn thành đạt sẽ nhớ đến công ơn cha mẹ. Với tâm lý con cái là của để dành, mai sau khi cha mẹ già yếu, con cái sẽ chăm lo cho cha mẹ. Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Vì thế những sự quan tâm đó vẫn không bao giờ có giới hạn, mặc dù con cái đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Khi về già, nhiều bậc cha mẹ có của ăn của để, vẫn muốn để lại hết tài sản cho con, để con cái bớt được sự vất vả phần nào. Chính vì thế nhiều bậc cha mẹ đã trở nên trắng tay khi về già. Vậy nên người già cần có sự chuẩn bị, trừ cho mình một đường lui. Đặc biệt là những người đang có ý định sang tên hết nhà đất hay chia tài sản cho con cái, thì nên xem hết video này nhé. Đưa hết tài sản cho con, bà mẹ già nhận về bài học nhớ đời. Bà Hòa năm nay 71 tuổi ở Quảng Ninh tâm sự. Tôi năm nay 71 tuổi, có hai người con trai và hiện đang sống cùng gia đình con trưởng ở thành phố Quảng Ninh. 2 năm trước chồng tôi đột ngột qua đời do bạo bệnh. Cũng từ đây những ngày tháng êm đềm của tôi nhanh chóng chấm dứt. Tuổi xế chiều vội trao hết tài sản cho con. Vốn là người thích cảnh gia đình sum vầy, nên sau khi chồng mất, tôi ở một mình được 2 tháng thì nảy ra ý định muốn sống cùng các con để bớt cô đơn. Cứ thế tôi đưa sổ sách nhà đất ra tính toán xem phân chia tài sản như thế nào cho phù hợp. Một mặt tôi muốn thu xếp ổn thỏa mọi thứ để các con yên tâm công việc. Mặt khác tôi biết bản thân mình cũng không còn nhiều thời gian, nên mong sớm ổn định cuộc sống để có thể an hưởng phần đời còn lại bên con cháu. Khi nghe tin tôi muốn sang tên hết tài sản cho hai quý tử, bạn bè ai nấy đều cho rằng tôi quá vội, khuyên tôi chỉ nên lập di chúc thay vì trao hết của cải như thế. Tuy nhiên tính tôi nói một là một, hai là hai. Bản thân tôi cho rằng việc này sớm hay muộn đều phải thực hiện, vậy nên làm sớm cũng tốt. Tính toán xong tôi liền gọi các con đến nói chuyện. Với con trai lớn, tôi sang tên ngôi nhà đang ở với hy vọng con có thể lo việc thờ cúng tổ tiên và chăm sóc tôi khi về già. Với con trai út, tôi trao cho con miếng đất nhỏ ở bên cạnh, cùng khoản tiền tiết kiệm 1 tỷ đồng của mình. Tôi ngỡ khi mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa, cuộc sống tuổi xế chiều của tôi sẽ vô lo vô nghĩ, được nhờ cậy các con. Thế nhưng những chuyện xảy ra sau đó khiến tôi vô cùng buồn lòng, nhận về bài học đắng lòng. Sau khi gia đình con trai lớn chuyển về sống cùng, thời gian đầu mọi chuyện đều suôn sẻ, nên tôi rất vui. Quả thật trong nhà có thêm tiếng nói cười, vẫn hơn cảnh một mình hiu quạnh. Tuy nhiên đến tháng thứ 2, con dâu tôi thấy tôi không làm gì cũng buồn chân tay, nên nhờ giúp việc này việc kia, tôi cũng rất sẵn lòng. Dần dần tôi thành người chăm lo cho gia đình con trai, từ nấu ăn đến lau dọn, thậm chí đến chi phí sinh hoạt trong gia đình tôi cũng bỏ tiền ra. Thương con là thế, nhưng những gì tôi nhận lại là sự thờ ơ hờ hững. Càng ở lâu với gia đình con trai lớn, tôi càng cảm thấy mình là người thừa. Khi ốm đau, tôi cũng phải tự lo. Con cái chỉ hỏi thăm qua loa vài câu rồi đi mất. Thậm chí đến sinh nhật đứa cháu trai được tổ chức ở nhà hàng, tôi cũng chẳng được mời đến tham dự. Nửa năm sau đó, tôi nhớ con trai út nên đã dọn sang nhà các con ở một thời gian. Tuy nhiên cuộc sống của tôi khi ở đây cũng chẳng khá hơn là bao. Ban đầu các con tưởng tôi chỉ qua ở một thời gian thì rất niềm nở, lo cho tôi chu đáo từng bữa ăn giấc ngủ. Tuy nhiên khi nghe tôi đề xuất muốn ở lại lâu hơn, thì các con bỗng khó chịu ra mặt. Trong một lần vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa con trai út với vợ, tôi mới vỡ lẽ ra nguyên do.
Hóa ra con dâu út cho rằng gia đình anh trai vốn là con trưởng, lại nhận được tài sản giá trị hơn, thì phải có trách nhiệm chăm sóc tôi. Tuy nhiên giờ gánh nặng này bỗng lại đổ lên vai khiến cả hai cảm thấy mình thua thiệt. Hiểu ra vấn đề, tôi lại tạm biệt gia đình con trai út và quay lại ở với gia đình con trai lớn. Sống trong cảnh con cái thờ ơ, ở lại cũng chẳng ổn, rời đi cũng chẳng xong. Tôi hối hận vì đã không chịu nghe theo lời khuyên của bạn bè. Đến bây giờ tôi mới nhận ra sai lầm của mình. Về già dù có nhiều tài sản đến đâu, cũng không nên giao tài sản của mình cho con cái quá sớm. Bởi làm như vậy chẳng khác nào chủ động cho con cái mình một cuộc sống dễ dàng và tự đặt mình vào thế bị động. Bên cạnh đó, việc giao tài sản lại cho con cái quá sớm cũng có thể là nguồn cơn khiến không ít trường hợp tình anh em trong nhà tan nát vì tranh giành tài sản. Quả thực dù thương con cái đến đâu, thì ở những năm tháng xế chiều, người già chúng ta cần phải học cách để cho bản thân một đường lui. Trong đó tài sản chính là một thứ pháp khí, giúp an hưởng tuổi già vô cùng hiệu quả. Chỉ khi chúng ta tự chủ được tài chính, thì mới không cần phải sống phụ thuộc quá nhiều vào con cháu, và hạn chế được nhiều rủi ro có thể sẽ xảy ra. Hơn nữa người già càng có nhiều tài sản, thì con cháu sẽ càng kính nể và làm chủ được cuộc sống của mình. Trong cuộc sống này, dựa núi núi sẽ đổ, dựa người người sẽ chạy. Chỉ có dựa vào bản thân mình mới là chỗ dựa vững chắc nhất. Lo đến già, lo tới chết cũng còn lo. Vì sao lo? Xin mời chào quý khán thính giả đã quay trở lại với Triết Lý Vàng. Quý vị thân mến, cuộc sống ai chả phải có những điều lo lắng canh cánh trong lòng. Tuy nhiên có những người lo lắng rồi tìm cách để giải quyết và vượt qua nó một cách nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng có rất nhiều người lại ôm nỗi lo sầu muộn ngày này qua tháng khác, loay hoay không có lối thoát. Lo lắng nhiều dẫn đến muộn phiền, dần dần sức khỏe giảm sút theo, ảnh hưởng đến cuộc sống về sau. Những nỗi lo lắng đó là gì? Và vì sao đến già, và thậm chí khi tới lúc gần đất xa trời vẫn còn lo? Thời gian quý vị lo lắng trong ngày có phải là quá nhiều không? Nhưng các lo lắng này đều hướng về ngõ cụt. Và tất nhiên trong đầu quý vị không nảy sinh ra một hành động, ý tưởng hoặc việc làm cụ thể nào đó giúp giải quyết vấn đề lo lắng thái quá của quý vị. Nếu quý vị lo lắng quá nhiều, thì chắc chắn kèm theo cảm giác bất an, sợ hãi trong lòng. Lo tiền bạc, lo cuộc sống, lo vợ chồng con cái, lo tuổi tác bệnh tật do tai nạn và cái chết. Nếu quý vị lo lắng mãi mà không dứt ra được, sẽ dẫn đến mất ngủ trằn trọc, giấc ngủ ngắn chập chờn, nhiều mộng mị, thường xuyên tỉnh giấc lúc nửa đêm. Và quý vị hãy nhìn lại mình xem, người mệt mỏi căng thẳng stress, khí sắc ủ rũ không tươi sáng, ăn không ngon, sụt cân, trí nhớ giảm sút. Vâng, có lẽ cuộc sống của quý vị hoàn toàn không giàu có như quý vị mong muốn. Có lẽ công việc của quý vị không thuận lợi như quý vị vẫn nghĩ. Có lẽ quý vị đang gặp khó khăn hay chống chải cô đơn vì một cuộc chia tay. Có lẽ quý vị đang đối mặt với tuổi già và những vấn đề về sức khỏe khiến quý vị lo lắng, mệt mỏi và buồn chán. Ai cũng có lúc mệt mỏi. Nếu mệt mỏi rồi thì hãy dừng lại một chút cho bản thân được nghỉ ngơi, cho quá khứ lặng lẽ trôi xa. Mệt mỏi cũng là điều tốt. Nó nhắc nhở chúng ta hãy bước chậm lại một chút, tìm cho mình sự tĩnh lặng trong tâm hồn, để có thêm chút hy vọng và dũng khí đối mặt với một sự khởi đầu hoàn toàn khác. Khi đến tuổi già, những tưởng sẽ an nhàn, đầu óc thành thơi, không lo lắng, suy nghĩ nhiều nữa. Thế nhưng mọi việc lại không như ta nghĩ. Đã từng khi nào quý vị cảm giác mình lo lắng quá nhiều cho những sự việc đã xảy ra, dù nó ở hiện tại hay đã là quá khứ? Và nỗi lo lắng cứ ám ảnh tâm trí của quý vị mọi lúc. Khi quý vị làm việc, nó chợt lóe lên. Khi quý vị đang ăn, đang uống cà phê, khi quý vị đọc sách hoặc ngồi ở nhà một mình, thậm chí là cả trong giấc ngủ của quý vị, những lo lắng vô hình cứ mãi đeo đuổi tâm trí. Ngay cả khi đang nghe những dòng chữ này, chắc gì quý vị không lo lắng về những điều khác. Một việc chưa hoàn thành,
chuyện bực mình trong gia đình, chuyện tiền bạc hoặc chuyện buồn đang vương vấn trong lòng. Và sẽ có rất nhiều điều quý vị chưa hài lòng trong cuộc sống đã khiến quý vị lo lắng ngập tràn. Áp lực tiền bạc, chuyện xảy ra trong cuộc sống thường ngày khiến người ta có cảm giác đuối sức. Đến khi cảm giác quá mệt mỏi, chúng ta lại muốn tìm một nơi nào đó thật bình yên tĩnh lặng, hay trốn vào một góc nào đó không bị ai làm phiền và cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Nhưng đây mãi mãi chỉ là mong muốn mà thôi. Điều gì cần phải đối mặt thì quý vị vẫn phải đối mặt. Khi cuộc sống trao trách nhiệm, quý vị vẫn phải chìa vai ra gánh vác. Lo lắng về một vấn đề, một sự việc, một câu chuyện, hoặc đơn giản là lời nói xúc phạm của ai đó là việc thường làm của bộ não khi tiếp nhận một thông tin mới, và nó làm ảnh hưởng đến cảm xúc của quý vị. Nếu sự lo lắng theo hướng tích cực, thì đó là một thói quen tốt, giúp quý vị tự nhìn vào bên trong mình, tự nhìn nhận lại vấn đề, suy xét sự việc để từ đó có thể rút ra kinh nghiệm sau này, hành xử tốt hơn, đưa ra những quyết định đúng đắn và sáng suốt. Tuy nhiên, nếu quý vị dành thời gian để lo lắng quá nhiều về chuyện quá khứ và đồng thời không rút ra được bài học nào để sửa mình thì sao? Điều đó thực sự là một thảm họa, thậm chí là gây hại. Lo lắng thái quá nhưng theo hướng tiêu cực bi quan, suy nghĩ không thoáng, có thể coi là một căn bệnh, và nó có thể gây ra các ảnh hưởng không tốt đến mục đích sống, hành động và cả sức khỏe tinh thần của quý vị. Vì sao quý vị luôn lo lắng? Có phải vì cuộc sống bất an? Có phải vì tủ dạ hay bệnh tật khiến quý vị tự ti? Hay bởi vì quý vị đang thiếu thốn về tài chính? Vì sao quý vị lại buồn bã trong khi chưa có sự việc gì xảy ra với quý vị trong hiện tại? Khi quý vị tuổi đã cao, thì các vấn đề trong quá khứ thường xuất hiện nhiều lần. Có rất nhiều những suy nghĩ lặp đi lặp lại, và quý vị không có khả năng từ chối và ngừng lo lắng về nó, dù rất mệt mỏi. Vì sao quý vị lại hay bận lòng bởi những chuyện vụn vặt xảy ra trong gia đình? Tuổi già rất nhạy cảm, dễ suy tư với một lời bông đùa thiếu tế nhị, một việc làm không cố ý của người khác. Đôi khi chỉ một lời nói vô tâm của con cháu, một việc làm không có chủ đích của mọi người xung quanh, thái độ không vui vẻ của vợ chồng với nhau, hoặc vô số những chuyện linh tinh khác cũng khiến tâm trí quý vị nảy sinh những suy nghĩ buồn phiền lo lắng không nguôi. Vì sao quý vị lại lo lắng về hiện trạng xã hội, về dịch bệnh, về chiến tranh, về sự bất ổn của toàn cầu? Có thể là quý vị đang gánh mọi thứ lo vào mình mà không biết lý do vì sao lại như thế. Vậy làm thế nào để tuổi già bớt đi sự lo lắng trong lòng? Đã khi nào quý vị từng nghĩ đó là do bản tính của quý vị? Một người cứ hay lo, một người cứ thích nghe chuyện người khác, hoặc quý vị quá nhạy cảm, thay vì quý vị có quá nhiều thời gian dành. Vì quý vị không bận rộn, vì quý vị chưa có mục đích sống, nên mới khiến bệnh lo lắng có cơ hội lên ngôi hay chưa? Một khảo sát cho thấy, có tới 50% những người lo lắng thái quá là do họ có quá nhiều thời gian dành mà không biết dùng vào các mục tiêu có ích. Vì vậy, nếu quý vị chưa từng nghĩ, thì hãy tự chấm xem mình có là một trong số 50% kia không nhé. Ngay khi những lo lắng tiêu cực bắt đầu xuất hiện, quý vị cảm thấy bản thân đang dần rơi vào vòng luẩn quẩn của nỗi ám ảnh âu lo. Hãy tự nhắc nhở mình rằng, hãy dừng lại mọi suy nghĩ và hành động. Khi quý vị tạo được thói quen dừng lại như thế, não của quý vị sẽ bước lùi và nhìn vào vấn đề của chính mình. Cố gắng lôi một suy nghĩ tiêu cực nào đó ra khỏi bộ não và ném chúng vào sọt rác. Bằng cách này, dần dần quý vị sẽ làm chủ được suy nghĩ của mình và hạn chế được cảm giác lo lắng trong vô thức. Tất cả chúng ta thường có nhiều lần trằn trọc mất ngủ vì lo lắng về một điều gì đó suốt cả đêm. Có phải mỗi lần lên giường, quý vị lại không ngừng được những lo lắng về các mối quan hệ, sự nghiệp, tài chính, tương lai, hay đơn giản chỉ là chuyện ăn uống vào ngày mai, chuyện vợ chồng, chuyện con cái? Điều này tất nhiên sẽ khiến quý vị mệt mỏi và kiệt sức. Vậy ta sẽ làm gì? Thứ nhất, mỗi ngày hãy dành ra khoảng 5 phút, viết ra hết những suy nghĩ trong đầu, kèm theo các giải pháp đơn giản, và quý vị luôn ở tư thế chủ động. Có gì quan trọng đâu, chuyện gì đến sẽ đến rồi sẽ qua.
đây có thể xem là cách sống chung với các vấn đề lo lắng của mình. Dần dần quý vị có thể học cách kiểm soát và giành lại quyền tự chủ cho tâm trí của mình. Thứ hai đó là thiền, nhìn lại chính mình. Hãy ngồi yên, thật yên trong 1 phút, 2 phút và có thể nhiều hơn nữa. Tập hít thở sâu trong tĩnh lặng để suy ngẫm, bình tĩnh, để tìm nguồn cơn của những mối lo lắng này. Hãy hỏi chính bản thân rằng, điều tồi tệ nào sẽ xảy đến? Khi đó mình có giải quyết được không? Thông thường câu trả lời sẽ là có. Hãy tạo cho mình đích đến. Khi biết được đích đến, quý vị sẽ dễ tìm thấy hướng đi hơn là cứ loanh quanh trong mê cung của những lo lắng không ngừng trong lòng quý vị. Người già thường dành nhiều thời gian vào việc ngắm nhìn những lỗi lầm trong quá khứ hay mãi lo lắng về những chuyện chưa xảy ra. Thay vì để quá khứ cuốn quý vị vào guồng quay của nó, hãy thử dừng lại, để ý vào những gì quý vị đang thấy, đang nghe, đang nếm và đang cảm nhận cuộc sống xung quanh. Việc này có thể giúp quý vị nhìn thấy được bản thân của mình ở thì hiện tại và giảm bớt tần suất của những ám ảnh lo âu. Nếu quý vị có bắt gặp bản thân đang lang thang trong những suy nghĩ của quá khứ hay tương lai, hãy nhẹ nhàng dẫn những suy nghĩ đó quay về hiện tại và nhớ rằng quá khứ đã qua, nó đã chết rồi. Muốn cuộc sống tốt hơn thì hãy thở trong hiện tại. Thứ ba, bước ra thiên nhiên. Nếu nhốt mình trong căn phòng với cái đầu căng thẳng, thì đây là không gian vàng cho những lo lắng bồn chồn xuất hiện nhiều hơn. Hãy hạn chế ngồi một mình suy ngẫm khi có những điều không vui, hoặc giam mình trong căn phòng ảm đạm nào đó. Ngay lúc này mà kêu quý vị tập trung thiền định, nghĩ đến những điều tích cực vui vẻ thì rất khó. Chắc chắn là những dòng suy nghĩ tiêu cực tiếp tục náo loạn trong tâm của quý vị. Cách hay nhất, thực tế và hữu hiệu nhất là bước ra ngoài, hòa mình vào thiên nhiên. Ví như một cuộc đi bộ trong công viên, đi dạo thong thả bên một bờ sông, đi một vòng quanh cơ sở hoa cảnh, quý vị sẽ thấy toàn là hoa, và hoa đẹp lắm. Mọi thứ cho quý vị chiêm ngưỡng, quý vị sẽ dễ dàng quên đi những lo lắng. Hoặc xách ngay chiếc xe đạp mà lên đường. Cứ lên xe, đạp để mà đạp, không đạp để mà đến trong phong thái tự do, không gò bó, muốn đi đâu thì tùy thích. Quý vị hãy thử xem, thử một lần cho thấy hiệu quả cực kỳ. Đầu óc quý vị sẽ thư giãn và tan biến ngay những lo lắng kia. Thứ tư đó là đọc sách và nghe nhạc. Cứ đọc, mặc dù mắt không thích đọc. Cứ nghe nhạc, mặc dù mọi thứ thoảng qua tai. Không muốn đọc vẫn đọc, không muốn nghe hãy cứ nghe. Một cuốn sách hay là ông thầy giỏi dạy ta mọi điều. Một bản nhạc hay khiến tâm hồn ta dịu bớt đi những đau thương. Hãy kiên nhẫn, thật kiên nhẫn với chính mình. Và nhớ rằng, quý vị không cần phải làm được tất cả những việc trên trong cùng một lúc. Hãy buông thư từ từ mà thực hiện. Đừng cảm thấy rằng quý vị đã thất bại nếu như những lo lắng, lo âu và sợ hãi quay trở lại. Thực ra thì đôi lúc một chút sợ hãi và lo lắng cũng lại là điều cần thiết cho cuộc sống. Kiên trì thực hiện sẽ giảm bớt từ từ các lo lắng và cuối cùng hóa giải nó trong tâm hồn của quý vị. Lo lắng, lo âu chính là nhà tù của tâm trí. Nó khiến não của quý vị bị ám ảnh bởi những nỗi lo vô hình thay vì tận hưởng niềm vui của hiện tại. Khi quý vị đang cảm thấy lo lắng, đề nghị quý vị tự hỏi bản thân, điều gì quý vị muốn làm nếu như quý vị không bị lo lắng? Nếu quý vị có ý định đi một vòng ngoài phố, hãy cứ đi đi. Nếu quý vị có ý định gọi cho một ai đó, hãy cứ gọi và làm mọi điều có thể. Điều tệ nhất là đừng bao giờ ngồi một chỗ thụ động và ám ảnh về những gì mình đang cảm thấy. Làm những điều cần thiết và thực tế sẽ dạy cho quý vị bài học chủ chốt. Bước ra ngoài thiên nhiên sẽ làm cho đầu quý vị cảm thấy thoải mái. Quý vị có khả năng sống một cuộc đời của riêng mình, kể cả khi quý vị đang lo lắng, và quý vị sẽ hoàn thành được mọi chuyện. Nói cho cùng, hãy vận hành bản thân phù hợp trong cuộc sống. Đừng cứ ngồi đó và tập trung vào sự lo lắng sẽ chẳng có gì tốt đẹp đến đâu. Cuộc sống không bất an, mà chính tâm trạng của quý vị đang bất an. Một trong những câu nói thường thấy của những người cao tuổi lúc rảnh rỗi là đời này là đời phải lo. Khi đến tuổi trung niên, con người ta vất vả lo cho con cái. Khi về già, cũng lại tiếp tục lo cho con cái của họ.
căng thẳng thực sự rất hại cho sức khỏe của quý vị. Người cao tuổi nên thư giãn đầu óc, không nên suy nghĩ hay lo lắng quá nhiều. Tốt nhất là nên hồi tâm chuyển ý khi về già. Người già cũng yêu, cũng thương. Xin biết chào quý khán thính giả đã quay trở lại với Triết Lý Vàng. Quý vị thân mến, chúng ta thường nói nhiều về sức khỏe, dinh dưỡng người cao tuổi hay việc tập luyện, chuyện chăn gối, mà ít quan tâm đến tình yêu tuổi già của họ. Tình yêu của người già cũng như sức khỏe là nỗi khát khao, cũng hiếm hoi, cũng lụi tàn dần với thời gian. Chỉ khác là nó không bao giờ tắt. Đừng ngỡ chỉ người trẻ mới biết yêu, mới nồng nàn thổn thức nhớ thương. Tình yêu của người già là một khúc hát không vang thành tiếng nhờ micro, không lấp lánh nhờ ánh đèn sân khấu, mà đồng vọng da diết hoặc đau đớn sao xuyến mãi trong lòng. Tình yêu của tuổi già sâu lắng mênh mông mà nhẹ nhàng lắm quý vị ạ. Chúng ta cũng sẽ đi tìm hiểu xem tình yêu của tuổi già thú vị như thế nào nhé. Thứ nhất là yêu cái nhà của mình. Đó là căn nhà đầu tiên với rất nhiều kỷ niệm không gì thay thế được. Trong suốt cuộc đời, quý vị có thể thay đổi chỗ ở và có nhiều căn nhà. Sau đó những căn nhà đầu đời do chính công sức của quý vị tạo nên mới giá trị làm sao. Mỗi tháng đi làm tích cóp dành dụm, không dám ăn dám mặc như người ta, để mua một căn nhà cho mình, cho hai vợ chồng, cho con cái mình sinh ra. Ngày xưa đó, mua được một căn nhà nhỏ là mừng lắm, là vui lắm. Có đúng thế không quý vị? Căn nhà đầu đời có thể không sang đẹp lộng lẫy, nhưng quý vị yêu nó thật nhiều. Nó gắn bó cùng quý vị trong những năm tháng cuộc đời, từ lúc trẻ cho đến lúc trung niên, thậm chí là đến già đến chết. Từng góc nhà, cái sân, gian bếp, cái giường ngủ cũng trải đầy những kỷ niệm. Nhìn nơi nào cũng mến, cũng thương. Vợ chồng chung sống với nhau trong gian khó, con cái được sinh ra và lớn lên từ đây, làm sao quý vị quên được mọi thứ. Đi đâu xa cũng mong ngóng mau trở về nhà. Càng lớn tuổi càng hăng khít với nhà, lục đục loanh quanh làm gì cũng trong cái nhà của mình. Theo thời gian căn nhà có thể đã cũ kỹ xuống cấp, nhưng lại là máu thịt luôn chảy trong tim. Quý vị yêu nó và muốn giữ gìn nó mãi mãi. Hãy biết ơn ngôi nhà và thực hành điều đó bằng lòng biết ơn mỗi ngày. Hãy nói tôi yêu ngôi nhà của mình. Thứ hai là yêu cha mẹ của mình. Hồi nhỏ lúc còn sống với cha mẹ, quý vị có nhớ không? Cái gì cũng mẹ, cái gì cũng cha. Mọi thứ yêu thương và gần gũi dành hết cho họ. Khi trưởng thành và có gia đình là lúc tình yêu thương ấy cạn dần. Và nhiều năm tháng dài như thế, quý vị đã bỏ quên họ lúc nào không hay. Càng lớn tuổi quý vị càng muốn quay về bên mẹ cha như ngày còn bé, để được chăm sóc và yêu thương cha mẹ của mình. May mắn lắm thì cha mẹ già còn sống lây lất đâu đó. Có người mất mẹ, có kẻ mất cha, hoặc mất cả hai đấng sinh thành. Lòng ân hận day dứt muốn bù đắp mọi thứ, nhưng có lẽ mọi việc cũng đã muộn màng. Thứ ba, yêu bạn đời của mình. Ngày trẻ nóng tính hay so đo bảo thủ và không biết nhường nhịn với người bạn đời của mình. Những cuộc cãi vã và những lần chia tay khiến tổn thương cho nhau rất nhiều. Suốt những năm tháng bên nhau, có hục hặc, có mâu thuẫn vợ chồng, ngày ấy ngỡ là chuyện to tát lắm, nhưng khi qua rồi ngẫm lại nó chỉ là chuyện bé con, chuyện nhỏ nhặt buồn cười cho chính cả hai. Bây giờ già rồi lại hay nhớ về quá khứ, quý vị thấy hối tiếc, hối hận và muốn bù đắp cho người bạn đời đã cùng mình đi suốt chặng đường gian khó. Bây giờ còn có nhau là may mắn và hạnh phúc biết nhường nào. Quý vị muốn nói lời xin lỗi nhưng ngại ngùng. Quý vị muốn nói lời yêu thương nhưng e dè. Nhưng trong lòng quý vị có thứ tình yêu không lời dịu dịu nhẹ nhàng và sâu lắng. Nhìn lại cả hai đã già, tóc bạc lưng còng, còn sống với nhau được bao lâu nữa? Ngắn ngủi lắm quý vị ơi. Yêu thương khi còn có thể, và điều đó làm ấm lòng nhau lúc cuối đời. Một khi bạn đời ra đi mãi mãi,
quý vị cũng không phải sống trong sự hối tiếc. Càng già, quý vị càng vị tha bao dung hơn với người bạn đời của mình. Yêu thương nhau lúc cuối đời là cái yêu của chữ ân chữ nghĩa của đạo lý vợ chồng. Một thứ đạo lý thấm đẫm tình người. Hãy biết ơn vì quý vị còn có đôi bên nhau. Thứ tư là yêu con cái của mình. Lúc chúng còn nhỏ thì tình yêu thương đó được thể hiện cụ thể và rõ ràng. Quý vị có thể ôm chúng vào lòng, hôn chúng và chơi đùa cùng với các con. Quý vị có thể mua cho chúng những món đồ chơi mà chúng thích, có thể dẫn chúng đi du lịch, có thể cho các con mọi điều mà không hề ngượng ngập. Quý vị yêu các con của mình và muốn làm tất cả điều tốt đẹp cho chúng. Nhưng khi trưởng thành và có gia đình, chúng ngày càng rời xa ta. Rất nhiều lúc nhớ các con rồi hồi tưởng lại những ngày vui vẻ khi chúng còn là những cậu bé, cô bé. Một vùng trời kỷ niệm lại về, khiến lòng quý vị nao nao. Nhớ con, nhớ mọi thứ về con, và không biết phải làm gì cho vơi bớt nỗi nhớ thương đó. Họa chăng ngồi xem lại mấy tấm hình cũ, món đồ chơi, cái bằng khen lúc con còn học tiểu học, chiếc xe đạp lúc con học trung học, cái áo lạnh, cái nón mà mẹ mua. Mọi thứ quý vị giữ gìn và xem nó như là một báu vật cuộc đời. Quý vị yêu con của mình, và giờ đây mọi thứ đã thay đổi, đã rời xa quý vị. Nhưng thứ tình yêu đó không bao giờ phai nhạt. Mỗi khi chúng về thăm hay gọi điện là quý vị mừng vui hơn ai cho vàng, cho bạc. Những ngày chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết, quý vị lại mong ngóng các con về nhà. Có cái gì ngon cũng để dành cho chúng. Đứa nào bận việc không về là quý vị lại buồn bã lo lắng. Đứa nào khá giả thì quý vị mừng, quý vị hãnh diện. Đứa nào nghèo túng thì quý vị buồn, quý vị lo, quý vị lại bù đắp. Càng già, càng muốn gần gũi với con cháu. Càng già, càng thấy tình yêu thương sâu đậm hơn. Càng già, quý vị càng yêu con thương cháu. Lúc nào cũng muốn bù đắp, hy sinh nhiều hơn nữa. Vậy đó, cái yêu của người già đối với con cái là cái yêu lạ lùng da diết và thấm đậm trong lòng. Quý vị yêu con cái của mình rất nhiều phải không nào? Hãy cầu nguyện ơn trên gia hộ cho các con của mình mỗi ngày quý vị nhé. Thứ năm là yêu mọi thứ xung quanh mình. Cả cuộc đời quý vị đã phải làm việc để mưu sinh vất vả, để lo cho gia đình. Quý vị tất bật, quý vị vội vã và không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Thậm chí quý vị đã quên mất những người đã có ơn với mình. Nhớ đến ai đó, mở lòng yêu thương một ai đó thật là khó khăn đối với quý vị. Đến một lúc giật mình nhìn lại, thì tuổi già đã đến và rất nhiều thứ đã không còn tồn tại xung quanh quý vị nữa. Muốn yêu muốn thương cũng không còn dịp để đền đáp. Bây giờ già rồi, khác hẳn, thay đổi hẳn. Biết yêu thương và trân trọng mọi thứ. Chắc có lẽ vì biết rằng mình không còn bao nhiêu thời gian nữa phải không quý vị? Nghe tin một người hàng xóm vừa mới qua đời, quý vị vội vàng chạy sang thăm hỏi và hết lòng an ủi gia đình. Nhận được tin báo người thân quý vị nằm trong bệnh viện, quý vị lại hối hả, alo bạn bè góp tiền hỗ trợ và thăm viếng. Bà con cô bác hàng xóm nhà nào gặp tai nạn hay khó khăn gì, quý vị cũng góp chút công chút sức. Tự dưng thấy ai cũng tốt, ai cũng đáng yêu, ai cũng là người thân của mình. Mỗi thứ xung quanh đều có tình cảm. Con chó con mèo nuôi trong nhà cũng mến cũng thương. Trồng một cái cây cũng chăm sóc như là người thân quý vị. Đi đâu ngang qua trường học cũng bồi hồi nhớ thương trường xưa lớp cũ. Nhớ bạn bè ngày ấy, cái thằng bạn mà mình ghét cay ghét đắng hồi đó. Thế mà bây giờ cũng nhớ đến, cũng trân quý từng kỷ niệm. Cái thằng cha hàng xóm kỳ cục, cái bà bán rau nhiều chuyện một thời mình không ưa. Nay già rồi, lòng cũng đổi thay, không ghét, không soi mói nữa. Thấy muốn yêu thương nhiều hơn. Tự dưng về già tình thương nó kỳ lạ làm sao. Cái lòng nó mềm mại bình yên vô cùng. Mọi thứ đều xí xóa và muốn yêu thương tất cả. Quý vị ơi, thứ sáu là yêu nhân loại, yêu hòa bình thế giới. Lúc trẻ rừng rưng với thế giới xung quanh ta,
chuyện chiến tranh chết chóc xem thoáng qua, rồi chắc tặc lưỡi lắc đầu một chút, thế là quên hết, chỉ biết lao vào công việc mà thôi. Lúc trẻ vô tâm ra đường gặp chuyện gì cũng phớt tình an lê. Chuyện thế giới là chuyện của thiên hạ, không liên quan đến mình. Bây giờ già rồi, tự dưng sống tình cảm hơn. Nghe chuyện gì đau lòng thì buồn thì thương cảm. Nghe chuyện con cái bạo hành mẹ cha cũng bức xúc không ngủ được. Nghe lũ lụt miền Trung, mau mau chạy về vét cái ống heo, gửi ra chút ít gửi bà con mình bớt khổ. Nghe thế giới chiến tranh, lòng buồn bã đau xót. Dù rằng ở những nước xa xôi ấy, có biết họ là ai đâu, nhưng ngày nào cũng hóng xem thời sự rồi rơi nước mắt, khóc cho những người dân vô tội. Đạo nào cũng đạo, ai cũng là con người, cớ sao lại xung đột giết chóc lẫn nhau. Vậy đó, già rồi, ai ghét, ai thù hận, ai tranh giành kệ họ. Mình chỉ muốn thương yêu và san sẻ mọi thứ. Già rồi, thấy cái gì cũng cảm thông, cũng yêu thương, cũng muốn sẻ chia và giúp đỡ nhưng lực bất tòng tâm. Hồi trẻ không biết thương bản thân mình đâu, chỉ thương tiền mà thôi. Háo thắng háo danh, chạy đua theo những ảo vọng phù phiếm một thời. Lúc đó kiếm được tiền thì sa đà vào những cuộc vui vô bổ, quên mất bản thân. Lúc được thăng quan tiến chức thì ngẩng đầu lên trời tự mãn tự cao. Nhưng không biết rằng mọi thứ sẽ qua, mau chóng tàn. Đời người tham phú quý vinh hoa lại càng rước khổ rước họa vào thân nhiều hơn. Trẻ sống không tốt, thiếu đạo đức, cuối đời thì những hối tiếc ân hận dày vò bản thân. Giờ tuổi cao rồi, mình không yêu thương mình thì ai yêu thương mình đây? Vợ chồng yêu thương nhau thì chăm sóc cho nhau về mặt thể chất, nhưng sao chăm sóc được tâm hồn? Con cái hiếu thảo yêu thương mẹ cha cũng là cung phụng vật chất, sao hiểu được nỗi lòng người già? Chỉ có bản thân ta mới biết mình muốn gì. Ta buồn ta tự phải an ủi, ta vui ta tự biết chia sẻ, ta cô đơn tự ta biết động viên nhắc nhở, ta đau đớn để bệnh tật tự ta phải biết chịu đựng, biết thấu hiểu được vô thường và vượt qua. Mọi người yêu ta càng nhiều, ta càng yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Mọi người ghét ta, ta lại càng cảm ơn họ vì lúc đó ta biết nhìn lại và trân quý mình nhiều hơn. Cái yêu của tuổi già chính là cái yêu lặng thầm nhưng sâu đậm, cái yêu của sự ân hận nuối tiếc và muốn bù đắp. Chỉ khi ta biết yêu bản thân mình một cách trân trọng nhất, ta mới có thể cho mình một cái tâm thái bình an, một thái độ sống trầm tĩnh và bao dung hơn với chính mình và với mọi loài chúng sinh. Càng già càng phải yêu quý chính mình. Hãy biết ơn vì quý vị đã sống và đang trải nghiệm tuổi già. Thực hành lòng biết ơn mỗi ngày cho chính mình là liều thuốc quý giúp quý vị an yên và vui tươi trong những năm tháng cuối đời. Khi về già, người ta không chỉ có một trái tim để yêu thương, mà có tới hàng trăm hàng nghìn trái tim yêu thương. Người già cũng thương những người già, nhưng người già cũng khóc cũng cười. Người già cũng yêu cũng hạnh phúc, nhưng người già cũng khổ đau trong cái yêu thương đó. Chúng ta hiểu và cần phải yêu cha mẹ của mình nhiều hơn khi cha mẹ tuổi đã già. Cha mẹ của ta cũng sẽ yêu ta sâu đậm hơn vì biết rằng họ chẳng còn bao lâu nữa để yêu những cái họ yêu nhất. Xem xong video này sẽ không làm quý vị buồn, không làm quý vị u sầu, mà khiến quý vị bình tâm hơn, trầm tĩnh và sâu sắc hơn, để nhìn lại và nhìn xa hơn, rộng hơn con đường cuối đời của mình. Người già cũng yêu. Quan điểm của quý vị về cái yêu già như thế nào? Hãy chia sẻ những trải nghiệm của mình đến mọi người để tạo động lực và niềm vui cho tất cả mọi người quý vị nhé.